Hunter Biden sẽ nhận tội trốn thuế. Cơ quan công tố bang Delaware cho biết, ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden, sẽ nhận hai tội danh liên quan việc không nộp thuế thu nhập liên bang, cũng như cáo buộc sở hữu súng. Thỏa thuận nhận tội trên được đưa ra sau nhiều tháng đàm phán giữa cơ quan công tố bang Delaware và nhóm pháp lý của ông Hunter Biden, và nó có khả năng giải quyết dứt điểm các cuộc điều tra đang diễn ra đối với ông Hunter Biden, nhưng bảo đảm ông không vướng phải một án tù liên bang nào. Vào tháng 10 năm 2018, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Hunter sở hữu một khẩu súng lục ổ quay Colt Cobra ở Delaware, trong khi biết rằng mình là người sử dụng trái phép. Hunter Biden sẽ phải ra trình diện trực tiếp tại tòa án bang Delaware để nghe cáo buộc về mình trong thời gian tới. Các cáo buộc chống Hunter Biden phát sinh từ cuộc điều tra của luật sư bang Delaware, ông David Weiss, do cựu Tổng thống Trump bổ nhiệm.